Tên lửa tầm xa ATACMS rơi vào tay Nga, làm rung chuyển NATO và Ukraine. Chào các bạn đã đến với video tiếp theo của chúng tôi. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Một sự kiện gây chấn động đã xảy ra vào mùa hè vừa qua nhưng đến hôm nay mới được tiết lộ. Nga từ lâu đã sở hữu các tên lửa tầm xa sau khi chúng bị hệ thống chiến tranh điện tử đánh chặn. Theo thông tin từ trang The Defense News, Nga đã nắm rõ bí mật của loại tên lửa này từ lâu. Việc bắt giữ những tên lửa này không chỉ là một thành tựu kỹ thuật ấn tượng mà còn mang lại cho Nga cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến mà phương Tây từng coi là bất khả xâm phạm. Các hệ thống dẫn đường GPS, con quay laser vòng và cơ chế hiệu chỉnh đường bay phức tạp giờ đây không còn là bí mật đối với các kỹ sư Nga. Chi tiết sẽ được làm rõ ngay sau đây. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận được những video mới nhất. Vâng, Nga đã bắt giữ tên lửa tầm xa và nắm được các bí mật của chúng. Đây là một cú sốc bất ngờ và nặng nề đối với các lực lượng Ukraine cùng đồng minh NATO. Dù sự kiện này không còn mới, việc tiết lộ nó đã gây bất ngờ cho nhiều người. Các tên lửa tầm xa này từng được xem là vũ khí thay đổi cục diện chiến trường, giờ đây trở thành một nỗi hổ thẹn đối với những người đã thiết kế và cung cấp chúng cho Kiev. Công nghệ của tên lửa tầm xa hiện đang bị quân đội Nga nghiên cứu kỹ lưỡng và hậu quả của sự việc này bắt đầu phủ bóng lên cuộc xung đột. Một chiến lợi phẩm quân sự, một kho báu công nghệ cao đã bị giải mã và phân tích từng chi tiết. Mỗi bí mật của nó đang trở thành lợi thế chiến thuật có khả năng thay đổi cục diện chiến trường. Hãy đi vào chi tiết. Theo các báo cáo từ The Defense News và Free Press, vào giữa mùa hè vừa qua, tên lửa tầm xa đã bị đánh chặn bởi một hệ thống chiến tranh điện tử, một thành tựu mà nhiều người cho rằng không thể. Đây không chỉ là một kỳ tích kỹ thuật và chiến lược quân sự mà còn là một cú đánh vào niềm kiêu hãnh của công nghệ quân sự Mỹ. Khi tên lửa bị bắt giữ, Nga đã làm điều mà bất kỳ cường quốc quân sự nào cũng sẽ làm, tháo dỡ và nghiên cứu nó. Bí mật sâu thẳm nhất của loại vũ khí này đã được hé lộ. Bên trong lớp vỏ thép hứa hẹn sự tàn phá chính xác là một hệ thống dẫn đường phức tạp trái tim của tên lửa. Ngoài hệ thống GPS, tên lửa tầm xa còn có 3 con quay laser vòng, những thiết bị công nghệ cao giúp duy trì quỹ đạo bay chính xác. Sự phức tạp này từng cho phép tên lửa tấn công chính xác các mục tiêu trong lãnh thổ đối phương, giờ đây đã lộ diện trước các kỹ sư Nga. Kiến thức này có thể thay đổi cách các cuộc đối đầu tương lai diễn ra. Bí mật bị tiết lộ đánh dấu sự suy yếu của ưu thế tên lửa tầm xa trên chiến trường. Các chuyên gia Nga không chỉ dừng lại ở việc phân tích cấu trúc. Họ đã nghiên cứu từng thành phần, từng chi tiết của hệ thống dẫn đường và hiệu chỉnh đường bay. Trong bối cảnh mà độ chính xác quyết định hiệu quả và tác động của một cuộc tấn công, hiểu được điểm yếu của đối thủ tương đương với việc có được lợi thế, họ phát hiện ra cách làm gián đoạn hệ thống GPS và các con quay, cũng như những điểm dễ tổn thương khiến các tên lửa mà Ukraine hằng khao khát có thể trở nên vô dụng. Không ngạc nhiên khi kể từ khi Nga bắt giữ và phân tích tên lửa tầm xa, các cuộc tấn công bằng loại tên lửa này đã giảm đáng kể. Việc giảm cường độ hoạt động trên bầu trời Nga không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của nỗi lo sợ từ phía chỉ huy Ukraine mất thêm những vũ khí quan trọng và để Nga tiếp tục giải mã thêm nhiều bí mật. Ukraine từng hy vọng dùng tên lửa tầm xa để giáng những đòn chiến lược sâu vào lòng địch. Giờ đây đối mặt với bài toán, làm thế nào và khi nào sử dụng loại tên lửa này mà không mạo hiểm bị đánh chặn lần nữa. Tên lửa tầm xa từng là một phần quan trọng trong chiến lược leo thang của Kiev, một con bài mà chính Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt lên bàn. Theo New York Times, chính Tổng thống Biden đã bật đèn xanh cho việc sử dụng những tên lửa này để tấn công lãnh thổ Nga. Động thái này được nhiều người coi là lời tuyên chiến công khai, khiến Mỹ trở thành một bên tham gia trực tiếp vào xung đột. Tuy nhiên, thực tế chiến trường phức tạp hơn nhiều so với các bài phát biểu chính trị. Với Ukraine, tên lửa tầm xa vừa là hy vọng vừa là tuyệt vọng, một nỗ lực nhằm đạt được điều tưởng như không thể, bẻ gãy ý chí của Nga. Nhưng hy vọng đó đang bị tháo rời từng mảnh. Việc Nga bắt giữ và nghiên cứu các tên lửa này khiến mỗi cuộc tấn công tiềm năng phải được cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Thứ từng là lợi thế giờ đây có thể trở thành rủi ro. Sử dụng tên lửa tầm xa đồng nghĩa với việc tiết lộ công nghệ, thứ có thể một lần nữa rơi vào tay Nga. Trí thông minh quân sự trở thành cuộc đua với thời gian, nơi mọi hành động đều bị giám sát và mọi sai lầm đều phải trả giá đắt. Nga không chậm trễ trong việc phản ứng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, cảnh báo rằng việc Kiev sử dụng các tên lửa tầm xa sẽ bị coi là sự tham gia trực tiếp của Mỹ và đồng minh vào xung đột. Phản ứng của Nga sẽ tương xứng và rõ ràng, bà nhấn mạnh, cho thấy sự kiên nhẫn của Nga đã gần cạn kiệt. Tình hình phía trước là vô định. Tên lửa tầm xa từng được xem là chìa khóa mở ra sự đột phá trong phòng thủ của Nga, giờ đây trở thành một nguồn lo ngại và sợ hãi cho Ukraine. Nga không chỉ chứng tỏ khả năng đánh chặn những tên lửa này, mà còn hiểu và có thể vô hiệu hóa hoặc tái tạo công nghệ của chúng. Chiến tranh điện tử, một lĩnh vực thường bị đánh giá thấp, đã trở thành yếu tố quyết định có thể đảo ngược cán cân quyền lực. Trong khi đó, trên chiến trường vẫn đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt. Kho Almazen 67, kho tên lửa pháo binh chính ở khu vực Bryansk, gần đây đã bị lực lượng vũ trang Ukraine tấn công. Nhiều người coi đây là nỗ lực đầu tiên đáng kể nhằm sử dụng tên lửa tầm xa ở một bối cảnh vượt ra ngoài khu vực chiến dịch đặc biệt. Tuy nhiên, mối đe dọa từ chiến tranh điện tử của Nga vẫn luôn rình rập. Mỗi cuộc tấn công đều được quan sát với kỳ vọng rằng tên lửa sẽ bị bắt giữ,
và ngày càng có nhiều lần kỳ vọng đó trở thành hiện thực. Sức mạnh của chiến tranh không chỉ nằm ở vũ khí triển khai mà còn ở tri thức thu thập được từ đối phương. Việc Nga thu giữ tên lửa tầm xa một lần nữa chứng minh rằng, trong chiến tranh hiện đại, thông tin và khả năng thích nghi quan trọng không kém gì hỏa lực. Khi xung đột tiếp diễn, rõ ràng rằng mỗi bí mật được tiết lộ, mỗi mã số được giải mã đều có thể là chìa khóa để thay đổi cục diện chiến tranh. Việc Nga đánh chặn và thu giữ thành công các tên lửa tầm xa của phương Tây là một sự kiện gây chấn động, không chỉ vì thành tựu kỹ thuật vượt bậc mà còn bởi những tác động chiến lược sâu rộng của nó. Tên lửa tầm xa, vốn được kỳ vọng là công cụ thay đổi cục diện chiến tranh, giờ đây trở thành điểm yếu của Ukraine và các đồng minh. Sự kiện này mang lại nhiều bài học sâu sắc về sự mong manh của công nghệ hiện đại trong bối cảnh chiến tranh. Chúng ta cùng phân tích và tổng kết lại nội dung này nhé. Nga đã chứng tỏ khả năng vượt trội trong lĩnh vực chiến tranh điện tử, một mảng thường bị đánh giá thấp trong các cuộc xung đột hiện đại. Việc Nga sử dụng hệ thống điện tử để đánh chặn thành công các tên lửa tầm xa không chỉ làm giảm hiệu quả của vũ khí đối phương mà còn mang lại một kho báu công nghệ quan trọng. Những bí mật về hệ thống dẫn đường, con quay laser và GPS đã không còn nằm ngoài tầm tay các kỹ sư Nga. Điều này cho thấy khả năng phòng thủ của Nga không chỉ dựa trên hỏa lực mà còn phụ thuộc lớn vào khả năng thu thập và phân tích thông tin đối phương. Sự kiện này là một đòn giáng mạnh vào tinh thần và chiến lược của Ukraine cùng các đồng minh NATO. Những tên lửa từng được kỳ vọng là vũ khí quyết định giờ đây trở thành gánh nặng. Ukraine phải đối mặt với bài toán hóc búa, tiếp tục sử dụng những vũ khí này, đối diện nguy cơ để Nga thu giữ thêm công nghệ hay tìm kiếm những phương án khác. Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, việc mất đi bí mật công nghệ không chỉ làm giảm hiệu quả chiến đấu mà còn khiến đối phương nắm được lợi thế chiến thuật quan trọng. Tên lửa tầm xa, vốn được xem là biểu tượng của ưu thế công nghệ quân sự Mỹ, giờ đây trở thành bằng chứng cho thấy sự mong manh của những hệ thống này trước khả năng phòng thủ sáng tạo của Nga. Đây không chỉ là thất bại về mặt kỹ thuật mà còn làm lung lay niềm tin của các đồng minh vào sự bất khả xâm phạm của các công nghệ quân sự phương Tây. Điều này cũng đặt ra câu hỏi lớn về chiến lược và hiệu quả thực sự của những khoản đầu tư khổng lồ vào công nghệ vũ khí hiện đại. Việc Nga phân tích thành công tên lửa tầm xa có thể mở ra những thay đổi lớn trong các cuộc đối đầu tương lai. Nga không chỉ có khả năng vô hiệu hóa loại vũ khí này mà còn có thể cải tiến công nghệ để sử dụng cho lợi ích riêng. Điều này tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng cho Ukraine và NATO, đồng thời củng cố vị thế của Nga trong xung đột. Việc Mỹ và các đồng minh phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi sử dụng các vũ khí chiến lược đã phản ánh rõ sự thay đổi trong cán cân quyền lực. Sự kiện này nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của thông tin và chiến tranh điện tử trong các cuộc xung đột hiện đại. Vũ khí mạnh không đủ để đảm bảo chiến thắng nếu không có sự bảo mật và khả năng thích ứng. Đồng thời, nó cũng cho thấy rằng mỗi sai lầm, dù nhỏ, đều có thể mang lại lợi thế chiến lược lớn cho đối phương. Việc Nga bắt giữ và giải mã thành công các tên lửa tầm xa không chỉ là một chiến thắng kỹ thuật mà còn là biểu tượng cho thấy sự dịch chuyển trong chiến tranh hiện đại, nơi thông tin và chiến tranh điện tử đóng vai trò trung tâm. Đối với Ukraine và NATO, đây là hồi chuông cảnh tỉnh về những nguy cơ tiềm tàng trong việc triển khai công nghệ quân sự trên chiến trường. Trong bối cảnh này, việc duy trì bí mật, bảo vệ thông tin và nâng cao khả năng thích ứng sẽ là yếu tố sống còn trong các cuộc xung đột tương lai. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung này. Cảm ơn bạn đã xem video. Hãy để lại bình luận và đăng ký ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.